Sự khác biệt giữa thánh nhân và ma quỷ. Ăn chay là đã rất tốt rồi, nhưng hãy giữ trường chay tinh khiết. Trong thời chúng ta rất khó tìm thức ăn chay tinh khiết, ngay cả bánh mì cũng có trứng. Để làm gì? Họ thêm trứng vào mà không nói cho quý vị biết. Họ không ghi trên nhãn bởi vì họ trộn một chút nước với trứng và phết lên bánh mì để làm cho nó bóng, đẹp và giòn. Vì thế một số bánh mì Pháp hoặc bánh mì giòn là như vậy. Cho nên quý vị phải hỏi họ rõ ràng. Nhưng cho dù có hỏi, họ cũng không nói, cũng không biết. Bởi vì họ mua bánh mì từ một nơi khác và mang đến tiệm của họ. Cho nên họ cũng không biết. Có khi thậm chí họ cho trứng vào kem lạnh. Chúa ơi! Và họ chế biến đường bằng xương bò, nhân dân. Một số đường vàng cũng được chế biến bằng xương bò. Không phải chỉ đường cát mới không chế biến qua quá trình này, cho nên tốt nhất đừng ăn đường cát. Có lẽ đường thô vẫn còn giữ mùi vị nguyên thủy. Khi còn ở Âu Lạc Việt Nam, tôi không biết họ chế biến đường cách này. Bên đó họ không có làm cách này, chỉ thấy họ đốn mía. Phải. Và rồi họ đưa mía vào chính giữa của một cái máy để ép nước ra. Rồi họ cất nước mía vào thùng. Sau khi nấu đủ lâu, nó trở nên cứng. Rồi một số đường cát sẽ lắng xuống đáy. Sau khi cất nó một thời gian lâu, quý vị sẽ có một ít đường cát. Đây là đường cát thiên nhiên. Cho nên tôi không biết. Thậm chí tôi cũng không có thời giờ để tìm hiểu những chuyện này. Rồi tôi biết được ngày càng nhiều hơn. Thật sự khiếp đảm. Thậm chí ăn đường cũng gây rắc rối cho mình. Loại thế giới này đúng thật là thuộc về ma dương. Ma dương thật sự muốn áp bức chúng ta cho đến tận cùng. Thậm chí khi ăn món gì đó chúng ta rơi vào bẫy. Điều này quá kinh khiếp. Ngay cả một chất vô hại như đường lại phải chế biến bằng xương đốt thành than. Xương có khả năng hút và có thể được dùng để tẩy trắng đường. Phải, phải. Để đường trông đẹp. Đúng, đẹp. Làm sao đẹp được? Chúa ơi, thật ghê gớm, thật khiếp. Họ thật sự muốn kéo chúng ta xuống bằng mọi cách để ngăn chặn không cho chúng ta tu hành. Bởi vì ma quỷ ganh tị loài người chúng ta. Bởi vì con người giống như Thượng Đế. Chúng ta là cùng loại. Chúng ta có thần thông bất khả tư nghị bên trong. Đó là lý do có những người tu hành có thể nổi trên mặt nước và xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc. Những điều này đạt được bằng nhục thể. Nhục thân này được trang bị đầy đủ cho mọi điều. Có ánh sáng, sự sáng lạn và tình thương bên trong nhục thân. Tất cả đều được trang bị đầy đủ bên trong. Nhưng ma quỷ không có điều này. Họ không thể được trang bị cách này. Bởi vậy cho nên họ ganh tị. Cho dù họ giết chúng ta và mở thân thể chúng ta ra để nhìn vào bên trong, họ cũng không thể mang ra phẩm chất ẩn giấu vô hình của chúng ta để sử dụng. Cho nên họ áp bức chúng ta vì ganh tị. Ý họ muốn nói, vì ta không dùng được, ngươi cũng không thể dùng. Đó là như vậy. Cho nên ma quỷ thật quá thảm bại. Họ bị Thượng Đế loại bỏ. Họ thổi phồng ngã chấp, muốn trở thành thánh nhân. Không có lòng từ bi thì làm sao trở thành tiên thánh được? Đó là sự khác biệt giữa thánh nhân và ma quỷ. Họ rất thông minh nhưng thiếu lòng từ bi. Con người, nhất là thánh nhân, có lòng từ bi, cho nên chúng ta có thể tu hành và giếng nhiều cõi khác nhau. Ma quỷ không bao giờ có thể lên cao, bất kể họ tu hành bao nhiêu. Nhiều nhất là họ đến được ranh giới của cảnh giới thứ ba, đứng đó, nhìn và rõ giải. Bởi vậy cho nên họ ganh tị và oán hận chúng ta. Họ không thể được điều chúng ta có. Họ không thể lấy nó ra cho dù họ giết chúng ta bao nhiêu lần, hoặc giết bao nhiêu người. Đó là những điều vật chất. Chẳng hạn, não bộ của Einstein trông giống chúng ta,
Nhưng chúng ta không thể lấy trí thông minh từ não bộ của ông. Dù chúng ta gắn óc của ông vào đầu chúng ta vẫn không thể giống như ông. Có điều gì đó khác biệt. Giả sử một con quỷ đến giết Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài đã thành Phật và lấy hết tim, đầu, óc và những cơ phận khác để đặt vào trong thân thể ma quỷ của nó. Nó vẫn không trở thành vô sở bất tại, toàn năng và toàn ái như Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ không thể đạt được điều đó. Nhưng con người chúng ta có tất cả khả năng này, có tất cả phẩm chất mà Phật Thích Ca Mâu Ni có. Khi tu hành tiến bộ, chúng ta có thể đạt mọi thứ, cho nên thật đáng tiếc. Do đó, Ma Dương không để chúng ta sống quá lâu. Từ ngàn xưa, Ma Dương đã tạo nhiều chuyện rối loạn, hạ độc thế giới chúng ta, đầy những khí độc. Cuộc đời chúng ta bị làm khó khăn, chúng ta bị áp lực để đau khổ như thế này, và chúng ta không thể sống quá lâu. Nếu có thể sống lâu hơn, chúng ta sẽ phát triển mọi điều. Rồi Ma Dương chỉ có thể nhỏ dãi và không thể khống chế chúng ta nữa. Thay vì vậy, chúng ta có thể khống trị nó. Bởi vậy, nó muốn kềm chế chúng ta bằng mọi cách. Chất độc, ma túy, khí độc, vân vân. Ma Dương dùng mọi thứ đó. Trong các trận chiến quá khứ, bom đạn và nhiều thứ khác làm hư hoại lớp bảo vệ của chúng ta. Lớp ozone cũng bị hư hoại. Thời xưa có một lớp ozone thậm chí tốt hơn cách đây ít lâu, có lẽ trong thời của Bành Tổ, hoặc thậm chí lâu hơn trước khi thế giới thanh bình. Từ thời xưa, Ma Dương đã nghĩ đến những cách để hủy diệt nhân loại. Đó là lý do có thật nhiều điều rối loạn xảy ra và đủ loại bệnh tật xuất hiện. Cho dù không ăn thịt, chúng ta vẫn bị bệnh bởi vì họ kín đáo bỏ thêm thịt và trứng vào thức ăn chay. Khi không thêm thịt được, họ chế biến thức ăn qua thịt, qua xương để làm trắng. Có quá nhiều hận thù bởi vì đó là Ma Dương. Ma, chúng ta không làm gì được, không dạy ma được. Nhiều ma quỷ đã đầu hàng, nhưng một số vẫn rất bướng bỉnh. Thế giới này chưa toàn vẹn nên chúng ta vẫn có nhiều rắc rối. Nhưng cho dù họ đầu hàng, bây giờ cũng quá muộn. Nhiều người đã bị tổn thương và hoang mang. Hiện tại nhiều người vẫn còn hoang mang. Và có rất nhiều khí độc. Mặc dù còn sống, chúng ta cảm thấy nặng nề, trì trệ. Bởi vậy chúng ta thấy mệt sau khi làm một chút việc. Thậm chí khi không làm việc, chúng ta cũng thấy mệt. Chúng ta cảm thấy mệt khi không ăn và cũng cảm thấy mệt sau khi ăn. Chuyện là như vậy. Chúng ta không thể làm gì cả bởi vì toàn bộ bầu không khí đã bị tổn hại. Từ trường phủ định từ nhiều người đang áp đảo toàn thể địa cầu, cho nên nhiều người không thể nghĩ thông suốt. Cho nên khi tôi thuyết pháp, quý vị hiểu rất rõ bởi vì không có gì đặc biệt hoặc khó hiểu. Nhưng những người này thì không, và họ hoài nghi, hoặc họ không thể thay đổi thói quen để bỏ đi miếng thịt đó, chẳng hạn. Không phải họ không muốn bỏ, mà bởi vì họ bị Ma Dương áp bức. Một số người bị Ma Dương áp bức nhiều hơn, một số ít hơn. Một số người có ý chí mạnh mẽ hơn, cho nên khi họ bị áp bức, quyết tâm của họ đứng lên. Tôi phải theo sư phụ ăn chay, tôi không màng, cho dù chịu khổ. Tôi phải đi. Một số người thoái lui sau khi cảm giác một chút đau khổ bởi vì họ bị Ma Dương áp bức. Chỉ một chút áp lực, họ lo sợ và thoái lui. Cho nên quý vị rất can đảm. Tôi chúc mừng quý vị. Và rồi quý vị càng can đảm, càng quyết tâm với lối sống trường chay, quý vị suy nghĩ càng rõ ràng hơn và càng hiểu những gì tôi nói. Quý vị cũng hiểu điều đó trước kia. Nhưng bây giờ, quý vị hiểu ngày càng nhiều hơn, bởi vì quý vị rất rõ ràng, quý vị đã khai ngộ. Quý vị có thể câu thông với lực lượng vĩ đại của chân ngã của quý vị. Ý tôi là quý vị vẫn bị áp bức rất nhiều, nhưng quý vị đã rất phi thường như thế này. Tôi thật sự trân trọng quý vị. Cho dù quý vị chỉ ăn chay, quý vị đã là phi thường rồi. Người ngoài không ăn chay hoặc
không tu hành, không phải là người xấu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Quý vị phải tin vào câu này, thật sự là như vậy. Chúng ta đến từ Thượng Đế, làm sao không có tính bổn thiện? Khi vừa sinh ra là em bé, chúng ta đâu muốn giết ai. Làm sao chúng ta lại muốn ăn thịt, uống rượu hay gà? Đâu có. Chỉ khi lớn lên chúng ta bị ô nhiễm bởi một nhóm người đã bị ô nhiễm rồi. Một người nhiễm hai người nhiễm ba người, và ba người nhiễm bốn người. Khi mới sinh ra chúng ta đã bị bao vây rồi, chúng ta thật sự không thể bơi ra khỏi đó. Quý vị phấn đấu được để đạt đến trạng thái này đã là rất tốt rồi.